Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ đang suy yếu dần, vì thế mà nền nhiệt cả ngày và đêm đều đang tăng nhẹ. Sáng sớm ngoài trời lúc này, lưu ý là trời vẫn rất nhiều mây, âm u, sương mù nhiều nơi khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Mức nhiệt sáng nay dao động vào khoảng từ 15 cho đến 18 độ, còn vùng núi thì nhiệt độ chỉ từ 13 đến 15 độ. Tuy sáng còn rét và nhiều mây là vậy, nhưng một lát nữa là mây giảm bớt và nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Mức nhiệt cao nhất trưa nay ở hầu khắp Bắc Bộ dao động từ 22 cho đến 25 độ. Dự báo là trạng thái thời tiết này còn duy trì trong 2 ngày cuối tuần trước khi Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tăng cường vào đầu tuần tới. Lùi xuống miền Trung, không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho mưa giảm nhanh, thời tiết chuyển tốt dần. Dự báo trưa chiều nay, mức nhiệt cao nhất ngày trên toàn khu vực có tăng nhẹ, dao động từ 24 đến 27 độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng mây đan xen, nhiệt độ ở ngưỡng là từ 27 đến 30 độ. Ở phía Nam, sau nhiều ngày chịu tác động của không khí lạnh khiến cho thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, thì hôm nay nền nhiệt trên cả hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ tăng lên. Trời chỉ còn rét nhẹ ở các tỉnh thành vùng cao nguyên với mức nhiệt sáng nay dao động từ 17 đến 20 độ, còn se lạnh ở các tỉnh thành Nam Bộ với mức nhiệt là 23 cho tới 25 độ. Đến trưa chiều nay, trời chủ đạo là nắng với nền nhiệt tăng lên nhanh, phổ biến từ 27 đến 30 độ ở các tỉnh thành Tây Nguyên và 31 tới 33 độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển, đáng lưu ý là khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét. Đối với khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc ở mức là cấp 4, cấp 5, mưa rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Như vậy là thời tiết trên cả 3 miền đất nước đều đang chuyển tốt trong ngày cuối tuần, mưa giảm, trời ấm dần. Bản tin thời tiết sáng ngày 11 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.